Hello, chào anh em đến kênh Shop Đất Con Sài Gòn, Đất Con Sài Gòn Vlog, mình là Vinh. Hôm nay Vinh sẽ review cho anh em biết cây Modan. Lúc trước Vinh có làm cây cần Modan rồi nhưng mà Vinh làm không có được đẹp lắm á. Thì hôm nay hy vọng là Vinh làm sẽ đẹp hơn. Hôm nay mình quay ở trên sân thượng, cái góc quay mới để cho anh em xem cảm thấy thoải mái hơn ha. Cây Modan là một trong những cây cần mà Vinh cực kỳ thích. Lần đầu á mà Vinh thấy cây Modan á, Vinh rất là thích. Hy vọng một lần ngày nào đó mình sở hữu trên đây cây Modan. Thì cái cây cũ của Vinh á, Vinh bán cho Tú rồi. Hình như cây Modan đã ngừng sản xuất. Đó, thì may mắn sao á mình tìm được một cây cần Modan mới. Thì bình thường á là cái giá của nó khoảng tầm 15 đến 16 triệu thôi. Nhưng cây Modan của Vinh á, tại vì nó hết hàng á, Vinh phải bỏ tiền cái giá tiền ra cao hơn rất là nhiều so với cái giá tiền 15 16 triệu. Thì quan trọng là mình thích thôi ha. Rồi, ok. Anh em xem video. Modan này, cái tên của nó là Modan FBS. Thì Modan nó có hai dòng. Dòng thứ nhất á là dòng Modan Banzino, là cái cây cũ của Vinh á. Còn cái cây mới này á là Modan FBS. Cây Modan Banzino á là nó thiên về quýnh những con cá lớn. Thì nhược điểm của nó là nặng hơn. Còn cây này á là Modan FBS, cái dòng nó thấp hơn một chút. Nhưng nó ưu điểm của nó là nó nhẹ hơn. Cái cây Modan của Vinh là Modan FBS RS77ML. Cái thông số này Vinh rất thích, cực kỳ thích luôn. Để Vinh đọc thông số cho anh em xem nha. Chiều dài của nó là 2m31, nó 2 khúc. Trọng lượng của nó là 101g. Tải mồi từ 7 đến 35g. Tải dây từ 6 đến 16 bao. Còn dây bi á thì 0.6 đến lại 1.5. Cây Modan này á, thì công nghệ của nó là XS, là cái sự đàn hồi lại của cái thân cần nó nhanh hơn á. Còn khoang RS thì chắc anh em đã biết rồi ha. Carbon của nó là sử dụng carbon SVS, có keo nano và có X45 và bắt máy là e-sensor. Trong cây cần thì nó có cái này, cái phiếu bảo hành ở bên Nhật nha, ở Việt Nam không có tác dụng. Bắt máy là e-sensor. Cây cần này là máy in Thái Lan nha. Thân cần rất là đẹp. Khoang này là khoang ARS, nhưng mà lòng là lòng sirin. Chất liệu khoang á là nó sử dụng T1001G. Cây cần này nó nói với nhau là bằng cái ti. Thì cái ti này á Vinh rất là thích. Giống như cây quạt solar nó sử dụng cắm cần với nhau là nó cắm nối với nhau chứ nó không sử dụng ti. Nhưng mà Vinh á thì Vinh thích sử dụng ti như thế này, tại vì khi mà mình cắm vô cây cần nó rất là liền mạch, rất là đẹp. Và đặc biệt chỉ có cây cần Modan mới có thôi, những cây cần khác không có, là người ta quấn keo lên ngay chỗ cái ti này. Quấn keo lên ngay ti này Vinh rất là thích, tại đây nhìn nó rất là đẹp. Khi mình nhìn từ dưới cán lên tới cái ti á là nó đều với nhau luôn, mình không có thấy chỗ đây nó bị mờ. Đây là cái đầu. Cái cần này á là được vô khoang full sirin. Khoang ARS nó có nhiều loại lắm. Khoang ARS á, có cái này là giống như cái kiểu là gọi là cánh bướm nè, nó có chống rối luôn. Cây cần này là cây cần khoang carbon nhưng mà là có cánh bướm và là full sirin. Full sirin có nghĩa là sao? Full sirin có nghĩa là từ đầu đến cuối cây cần này được làm từ cái vòng sirin ha. Nó không có giống như cây ti của Vinh đó, là nó tới cái đoạn này là hết sirin. Lên tới đây là vẫn khoang ARS nhưng mà lòng của nó là lòng xích. Vinh không có thích bằng cây này. Cây này là cái lòng của nó là lòng full sirin, là từ trên xuống dưới luôn.
cây cần này quăng rất là xa, cực kỳ xa luôn. Cái đầu bô này là titan xích nha. Để bên cắm cái cần vô cho anh em xem nha. Cần nó như thế này. Chỗ nói nè, rất là đẹp. Cực kỳ đẹp. Rồi thôi, video review cây Modan của mình đã hết rồi. Thôi chào tạm biệt anh em nha. Hẹn anh em những biết sau. Bye.